Trong cái quá trình trồng á, thì anh có gặp những cái rắc rối gì hay là cái cách làm của anh như thế nào để cho anh em mà mới vào nghề có thể nắm rõ hơn? chung thì gắt gối thì không có gì mà để gắt gối, nhưng mấy nhà này công chuyện này rất là đơn giản. Cái chai muốn sạch sẽ vậy mình phải kỹ kỹ, một là nền, hai là mấy cái dụng cụ. Cái đây thì lúc nào cũng phải có nước vôi chứ, nước vôi nó diệt khuẩn rất là tốt, cái nền luôn luôn phải sạch sẽ, làm nước vôi tưới luôn á, tưới nước vôi nó ít bị nhiễm. Có lúc đầu tiên thì không biết, nó cũng bị nhiễm một phần ít thôi, rồi đợt sau này là hết rồi. Nhân dân của ta làm mà nấu thì bật lột nấu. Rồi chào cả nhà, thì bây giờ hôm nay nắm quay lại Rạch Giá và có đến trại của anh Vĩ. Anh em cũng có xem khá là nhiều video về cái trại của anh Vĩ này. Thì bây giờ Nấm sẽ đi dạo sơ một vòng. Đây anh Vĩ đang xử lý là ngâm vôi cái nắp á, nắp đậy á, rồi phơi cho nó khô đi để chuẩn bị đậy. Thì cái trại này là lứa thứ mấy anh Vĩ? Em không nhớ nha. Lứa tư rồi. À, lứa thứ tư. Bên trái lứa tư, bên phải lứa năm. Tức là bên này là lứa thứ năm, bên này là lứa thứ tư. Mấy đợt này ra lứa ok. Thu hoạch lứa tư rồi. Đấy, chuẩn bị lứa thứ năm phải không? Năm ấy. Bên này là lứa thứ sáu. Chuẩn bị thu hoạch lứa thứ sáu. Thì Nấm đi quay thực tế cho anh em xem và tí nữa Nấm sẽ nhờ anh Vĩ là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cái quá trình làm cho anh em được hiểu nắm rõ hơn. Vì bản thân của Nấm thì đã tiếp xúc khá là nhiều, đôi lúc mình nói thì nó lại khác, còn trực tiếp với khách hàng nói chuyện thì nó lại khác nữa, đúng không? Và thì bây giờ là hiện tại cái trại của anh Vĩ đang xử lý xong rồi, nó là chờ việc đậy nắp thôi. Ở đây Nấm mới nhìn sơ qua Nấm thấy có một cái khá là ok và tuyệt vời, đó là làm vệ sinh cũng như là dọn cỏ, chăm sóc đầu miệng phôi nó khá là tuyệt vời. Đến bây giờ mà lứa thứ tư đến lứa thứ năm mà cái cỏ nó chưa có một cái hiện tượng gì hết. Đây bên đây nè, bên nào cũng vậy thôi, cũng chả khác gì hết. Miệng cỏ đến bây giờ là khá là sạch luôn. Nhìn này. Và thì bằng bí quyết nào và cách gì thì anh Vĩ sẽ chia sẻ. Mình sẽ dạo một vòng. Đây bạch phôi nè, bạch phôi nó còn khá là trắng, khá là chắc, khá là nặng. Đây miệng cổ nè, cái hướng này cho nó rõ. Đây. Rất là sạch. Rồi thì mình cứ đi vòng vòng tí đi. Cái này là 10.000 phôi nha. Còn chặt cứng này. Đầu nó còn rít. Bạch phôi khá là xích luôn. Chăm sóc dọn vệ sinh khá là sạch sẽ. Bên đây là chuẩn bị là lứa thứ 6. Rít chưa? Bên đây thì hơi nhẹ hơn vì đã thu hơn một lứa rồi.
Rồi, vậy thì bây giờ Nấm sẽ lên trao đổi với anh Vĩ rõ hơn để cho anh Vĩ chia sẻ với cả nhà nha. Anh Vĩ ơi, xong chưa anh Vĩ? Những cái trải nghiệm thực tế này khá hay. Ủa sao nhúng đầu vô chi cái thùng vôi vậy? Nước sạch đây, không phải nước vôi. Em tưởng nhúng cái đầu vô đó. À. Rồi, đây, em có thể trò chuyện với anh và anh có thể chia sẻ với người trồng nấm. Đấy, vào đây nè. Đấy, đầu lên truyền hình nè. Cười chứ không vô. Rồi. Ok. Dạ, anh có thể trao đổi chia sẻ trong cái quá trình trồng á, thì anh có gặp những cái rắc rối gì hay là cái cách làm của anh như thế nào để cho anh em mà mới vào nghề có thể nắm rõ hơn. Nói chung thì gắt gối thì không có gì để gắt gối, nhưng mấy nhà này công chuyện này rất là đơn giản. Cái chạy muốn sạch sẽ vậy mình phải kỹ, một là nền, hai là mấy cái dụng cụ. Cái đây thì lúc nào cũng phải có nước vôi chứ, nước vôi nó diệt khuẩn rất là tốt, cái nền luôn luôn phải sạch sẽ. Người làm nước vôi tưới luôn á, tưới nước vôi nó ít bị nhiễm. Có lúc đầu tiên thì không biết, nó cũng bị nhiễm một phần ít thôi, rồi đợt sau này là hết rồi. Rồi để mà muốn ra nấm ngon, ok, đẹp, vì cái trại của anh là có khá là nhiều anh em hỏi là sao cái trại mình nấm nó đẹp và nó mướt mát như thế, không biết là những cái đợt sau nó như thế nào. Cái đó mình càng không biết. Tại vì cái lần đầu tiên làm cái lô phôi nó ra nó màu vậy đó, mình cũng không biết, nó màu, chắc không? Mình chắc nghĩ cái trại do cái trại thoáng. Trại thoáng. Rồi, ok, không, tức là trong cái quá trình mà anh nhập phôi về tới bây giờ, anh có thể kể xuyên suốt cái quy trình cho anh em cái cách làm như thế nào rõ hơn, vì em chia sẻ thì người ta khá là biết khá là nhiều rồi, nhưng mà vì em là người làm có kinh nghiệm lâu rồi, anh là lần đầu tiên á, thì cái cách làm anh là khá thành công rồi, anh áp dụng vô thì để anh Vĩ sẽ chia sẻ về lúc đầu nhập phôi vô làm những cái cách gì đó. Nhập phôi vô về mình nuôi tơ, mà đặc biệt cái khi mà mình nuôi tơ mình phải lựa, mình mua phôi non, mình nhập phôi non về mình nuôi. Ủa lại thích phôi non đấy? Thích phôi non, tại vì nuôi cái nó hợp với cái thời tiết, cái vùng mỗi vùng, không? Nó chạy tơ lẹ, nấm đạt. Rồi thời điểm mà anh chọn xử lý để rút nắp, rút bông gì đó, đậy nắp gì đó? Thì mình chọn thì mình canh cái chạy mình ra khoảng đạt khoảng 15%. Nấm bói á, đạt khoảng 15% rồi lúc đó mình rút bông mình đậy nắp rồi. Thì mình rút bông ngay mùng 9. Thì 5 ngày sau ra nấm là ngay gặm rồi. Là 24 rút nắp. 28 không rồi ra nấm bán gặm. Dạ đơn giản thôi. Đơn giản vậy thôi. Ngoài ra chủ yếu là mình về sạch thôi. Sạch. Chạy sạch sẽ là nấm ok à, không có bị nhiễm. Hiện tại đây. Thường là mấy vàng nè. Khi mình tưới á, nước nó văng lên. Nước nó văng lên bởi vì nền mình phải sạch vậy nè. Nước văng lên đâu nhầm nào, vẫn là nước sạch. Cái khâu đừng có tiếc cái vôi. Cái vôi nó ghẻ lắm. Mình lấy cái nước trong á, tạt vài ca, tạt mấy đường đi nữa. Cái gì cũng. Trong quá trình thu hoạch nấm hay là dọn vệ sinh anh có gặp cái rắc rối gì không? Thì băng lúc đầu thì cũng hơi khó. Chưa có quen thai. Bây giờ thì ok rồi. Ok rồi. Giờ đi truyền nghề rồi. Đi truyền nghề được anh. Ít làm đó. Đó, bây giờ là hai anh em cùng dạo thôi. Cái miệng phôi lúc đầu nấm cũng có nói là khá là sạch nè anh em ha. Bảo vệ và nấm có chia sẻ với tất cả anh em. Ngâm nước vôi. Lứa nào cũng ngâm đi. À, tức là anh lứa nào anh cũng ngâm. Lứa nào cũng ngâm nước vôi, mà nước vôi. Cà vôi. Lấy nước trong mà mình ngâm. Rồi, đây em coi suốt cái. Suốt luôn á, nói chung là rồi mình lấy nước trong rồi nè. Lấy nước trong mình tạt cái nền. À, nước trong ơi. Tức là lúc nào anh cũng chuẩn bị sẵn. Ừ, chuẩn bị sẵn hết. Ngâm. 200 cũng được. 200 đi. À, trong cái quá trình mà anh làm đó, anh có trường gặp ruồi chưa? Không. Thử quay đi kiếm không có con ruồi. Không có dám vô. À, vì sao mà vô nó nóng. Nóng. Với lại cái trại của mình hiện tại đúng thì hả? Sạch sẽ. Nên nó không có mùi. Đặc biệt là đừng có để nấm nó nấm mà nó bị rớt dưới mà nó để nhũng ha. Nó hôi dữ lắm. Đúng rồi, nó hôi cái đó nó là rùi. Nó hôi với rùi nó bu. Còn như chải không có như rùi nữa. Nó thoáng nữa. Đó cũng là những cái mà
thực tế đó nè, anh Vĩ là làm lần đầu tiên luôn á. Và cứ áp dụng của cái cách làm của nắm hướng dẫn á, cứ thế mà ok. Mà đặc biệt có một số anh em hiện tại vẫn còn vướng một cái điều đó là xử lý sớm quá. Ừ, đúng rồi, xử lý sớm. Ừ, tức là 15-20% mới phải xử lý. Cứ ra nắm bói cho nhiều vô, cho già luôn, lúc đó hầu như bỏ nó cũng tự mọc luôn. Nên cái trại thu hoạch xong rồi thấy ví dụ như mình dở thôi mà là phải chạy tơ dài chẳng tốn sao. Giờ mình chịu khó nuôi lâu chút xíu nữa. Nuôi lâu. Không à. Cái bịch phôi. Cầm bịch phôi. Còn nặng lắm. Này, nặng lắm. Cái bắt luôn á. Ừ. Mình chậm này đừng có tiếc vôi, đừng tiếc. Có nhiều đâu. Thì đúng rồi, mua bao vôi thì vôi có nhiêu tiền đâu, không bao nhiêu hết. Mà cứ cố gắng xử lý. Hầu như cái trại mình là lứa nào anh cũng xử lý vôi. Bị vôi hết, nắp cũng vôi luôn. Không, đâu có bệnh tật gì đâu, phải lo nghĩ gì đúng không? Có bệnh gì đâu, giờ giao cho người làm luôn mà mình đâu có làm đâu. Là sạch sẽ, ok. Gà nắng. Rồi, như thế là đó là những cái trải nghiệm của nấm, cũng như là anh em á chia sẻ những người làm thực tế tốt hơn. Còn nấm nói thì đôi lúc nhiều anh em không tin. Cái thực tế, làm cái này là phải thực tế, và trong cái quá trình làm nó có rất là nhiều cái khó khăn, chứ không phải là ai cũng kêu là tôi làm là thành công liền đâu. Nhìn phôi nè, chăm sóc như này thì đâu có sợ bị gì đâu. Lưới thứ đây, bên đây lưới thứ tư chuẩn bị hái, lưới thứ năm bịch phôi vẫn còn tiết kiệm ba cái dầu tiết kiệm, nó đâu có đáng. Rồi, vậy thì nấm sẽ chào cả nhà, hy vọng gặp anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ giúp nấm nha. Cái màu á thì đôi lúc nó còn phụ thuộc vào cái trại nó thoáng hay không. Đó cũng là một cái cách trại thoáng, trại này quá thoáng nhưng nghe. Bình không có chỉ là đường gió này, bình không. À mấy anh hết đợt này anh sơn mấy cái ấy lại vậy. Đó, anh em cũng lưu ý là cái kệ mình sơn lại thì sửa đường nước ra luôn. Chứ không là nó mục chưa nó hơi bị chặt lắm. À rồi, ok. Vậy thì nấm sẽ kết thúc và chào cả nhà nha.